Sao? Ba cái đứa xem ngã. Ui. Đẹp mà. Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Xế Ngọng Vlog. Sale Kilin thì đi xe gì, sale xe Trung Quốc thì cũng đi xe Trung Quốc. Bay CX25 hay ở thị trường Việt Nam cách đây mấy năm được bán ra với tên gọi là Bay CV2. Chiếc xe này mình nghĩ là sẽ rất nhiều anh em không biết đến. Bởi vì sao? Bởi vì là nó về cách đây 5-6 năm rồi. Và số lượng xe bán ra thì chính xác là bao nhiêu thì mình cũng không biết, nhưng mình đoán thì nó cũng không được đáng kể, nó không được đáng bao nhiêu đâu. Bởi vì là ở cái thời điểm đấy, đến bây giờ mà anh em hãng còn đang cực kỳ kỳ thị xe Trung Quốc, thì ở cái thời điểm cách đây 5-6 năm thì một mẫu xe Trung Quốc như thế này chắc chắn sẽ không nhiều người tiếp nhận nó. Nên là số lượng bán ra mình nghĩ không nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giá thành ở thời điểm đấy, mình cũng chỉ là search Google thôi, bởi vì là ở cái thời điểm đấy thì mình cũng chả có tiền để nghĩ đến ô tô nên cũng không hề biết đến nó, thì cũng chỉ search lại YouTube trên Google thì giá bán ở thời điểm đấy là 468 triệu bao phí trước bạ, lăn bánh vào thì chỉ khoảng 475 triệu, chắc tầm đấy đó. Thì kích thước xe để dễ hình dung nhất thì con này nó xem với chiếc Kia Soulette, chiều dài, chiều cao, chiều rộng hay trục cơ sở hay khoảng sáng gầm xe thì nó đều xem với chiếc Kia Soulette. Đó. Xe là sản xuất 2016, lăn bánh 2017. Màu cũ là màu đỏ. Khi về tay anh em sale Kilin thì để hợp phong thủy hơn thì đã sơn sang màu trắng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gửi đến anh em một chút thông tin. Xe là động cơ 1.5 thường, không có turbo, cũng của Mitsu. Nó như kiểu cùng với cái mấy cái động cơ mà của mấy cái dòng xe bay C, giống như kiểu X25, X35 hay là X55 các thứ ấy, thì nó chỉ khác nhau là động cơ hút khí tự nhiên hay là thêm turbo vào thôi. 114 mã, mô men xoắn là 148 newton. Đi có thích không? Thì mình cũng có đạp thử qua một vòng rồi. Thật ra thì sang hôm nay mình sang đây là để bảo dưỡng xe, thì cũng chỉ thấy có xe của anh em sale thì phát hiện ra thì chạy ra mượn quay thôi, nên cũng không đi nhiều, chỉ đạp thử một vài vòng quanh cái khu đô thị này thôi. Thì mình thấy có một điểm khá đáng tiếc là con này dùng hộp số AT nhưng chỉ có 4 cấp thôi. Giá như mà 5 cấp thì sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Đó, thì đấy là những cái gọi là cảm quan ban đầu của mình. Thì giống như nhiều clip khác nhá, mình quay về những chiếc xe Trung Quốc khác thì mình và các bạn cùng đi tham quan chiếc xe thôi, chứ cũng không hẳn là có quá nhiều cái gì đó chia sẻ hoành tráng ạ. Đó, thì ở thời điểm 2016-2015 chiếc xe này ở bên Trung Quốc nó đã có một cái phân khúc giống như ở Việt Nam bây giờ mình đang gọi chiếc Soulette mấy lại Toyota Jay A cộng B trừ hay SUV A cộng B trừ gì đấy. Thì đây là như thế. Xe được trang bị vành 205/50/16 la răng phay, cụm phanh nhá, cụm phanh này này sơn màu đỏ. Cái này là nguyên bản, khá là thể thao, gầm khá là cao. Nếu như mình nhớ không nhầm thì khoảng sáng gầm xe của con này là 215 mm, thì khá là cao. Hệ thống đèn đi. Hệ thống đèn ở thời điểm đấy đã có bi. Bi này thì mình không rõ lắm là bi xenon hay là bi halogen. Chắc chắn là không có led rồi. Ở thời điểm đấy là không có led rồi. Thì mình nghĩ chắc khả năng cao là halogen đấy. Có đèn gầm nhá. Nhiều mẫu xe ở Việt Nam bây giờ cái đèn gầm này này còn bị cắt bớt đi. Thì con này có đèn gầm, có định vị ban ngày này, đèn xi nhan, cốt pha riêng. Đó, mặt ca lăng truyền thống bao nhiêu năm của Bay C thì cái mặt ca lăng này rồi, đến thời điểm mà đến mấy năm gần đây thì đổi tên thành Beijing. Đổi tên thành Beijing và các mã xe đổi tên thành X3 hoặc là X5 hoặc là X7 ấy, thì cái mặt ca lăng mới khác đi, chứ còn trước kia thì nó là cái mặt ca lăng này, không có cảm biến trước. Đi vòng quanh xe nhé. Đó, gương chỉnh điện, cụp điện chứ không phải là bằng cơm.
ở phần thân xe thì mình ấn tượng với cái đường dập gân này, kéo dài từ cả hai cánh luôn, nhìn khá là khỏe và cảm giác chiếc xe đây anh em có thể thấy này, đấy gõ này, đấy tiếng gõ đó. Thì mình nghĩ một phần cũng là do thiết kế nó có cái hai cái đường dập gân này này, thì cũng khiến cho cái cảm giác nó chắc chắn hơn rất nhiều. Tuy nhiên xe Trung Quốc mà, từ trước đến giờ anh em có thể thấy đây, gõ sang chỗ này này, rất là nhiều sắt, nhiều gọi là nhiều sắt đi, cái này bán sắt vụn thì cân nó sẽ được giá hơn, đủ nặng hơn đó. Thì vào phần đây mình mở cho anh em xem cái phần động cơ, xem cái phần động cơ trước rồi vào trong xe. Đây phần động cơ đây, nhìn vào đây thì có thể thấy có ABS này, cụm ABS chắc chắn là sẽ có ABS thì sẽ có ESP, mà xe Trung Quốc mà, những cái khoản trang bị công nghệ này thì chắc là không phải đọc đâu. Chỉ cho anh em xem cái khoang động cơ sau 65 7, 8, 9, 10, 11, 55 đi, sắp bước sang năm thứ 6 rồi thì xe Trung Quốc cái khoang động cơ này nó còn những cái gì đó, thì anh em có thể tự thấy nhá, tự quan sát nhá. Đó thì xe nhá, như mình đã nói ấy, trước kia xe là màu đỏ và đổi màu sang màu trắng, thì đây anh em có thể thấy đây, cái phần đổi màu đây, sơn thì chỉ như thế này thì cũng chỉ gọi là sơn quây thôi đó, không chắc là anh em sale họ đổi màu theo phong thủy thôi, cũng không sơn kỹ như xe mình. Như xe mình thì những cái phần này sẽ lột hết ra và sơn lại đó, anh em có thể thấy mùa hơi nhiều vết trên trời. Đó, khoang máy sao đấy nhá, khoang máy chỉ quay qua thế thôi, chứ thực ra thì mình cũng không quá am hiểu về những cái mảng này nên là cũng không chia sẻ được nhiều đến anh em, nên chỉ quay qua cho anh em xem một cái khoang máy của con xe Trung Quốc 65 tuổi thì nó như thế nào, anh em có thể tự đưa ra những cái nhận xét đánh giá của mình, gửi đến anh em những cái hình ảnh gọi là khách quan đấy. Vào phần nội thất xe đi. Đâu rồi chuyển thôi. Vào trong này anh em cho mình cởi cái khẩu trang nhé. Vào trong này anh em có thể thấy 65 trước xe Trung Quốc có gì? Có đèn pha tự động auto rồi. À, đây có đèn pha tự động. Có gì? Có cruise control. Em cầm một anh mấy. Có cruise control, vô lăng 3 chấu, tròn thôi chứ không phải dạng đê cắt thể thao. Kính thì phần kính xe lên xuống kính thì chỉ có bên lái là auto, còn đâu ba vị trí còn lại là cơm. Đó. Và đây gương chỉnh điện. Rồi xe ở đây tiện chia sẻ luôn với anh em cái này, xe đi được 5 vạn 3, 5 vạn 4, đến thời điểm này 5 vạn 4, ít hơn xe mình. Xe mình mới có 2 năm rưỡi mà xe mới được có 5 vạn 4 thôi, còn ít hơn cả xe mình đi 2 năm rưỡi đã 6 vạn rồi. Đó thì đây anh em có thể thấy màn hình này mấy inch nha, anh em đoán được mấy inch. Mình tiếp cận chiếc xe này và không hề tham khảo hay như thế nào, giống như kiểu là tự nhiên nhìn thấy một chiếc xe Trung Quốc thì chạy đến ngắm nghía ngó với anh rồi chia sẻ, quay clip chia sẻ đến anh em, nên là có nhiều cái mình không biết, mình không rõ, nên là trong quá trình quay video này này có những cái có thể mình nói không được chuẩn, có những cái là ấy thì là chia sẻ thực tế, nên anh em cùng xem, cùng quan sát với mình xem có cái gì khác không nhá. Màn hình cảm ứng, thật ra thì xe Trung Quốc mà, cái màn hình này gần như nó chẳng còn cái chức năng gì ngoài nghe nhạc và kết nối điện thoại qua Bluetooth đâu, nó chẳng còn cái gì đâu, nên là anh em mình tập trung vào cái phần khu táp lô này đi. Ở đây có các phím này, điều khiển chức năng này, thì có điều hòa, không phải là dạng auto, cơm thôi,
chỉnh gió. Cái này thì ở thời điểm những năm như thế thì mình nghĩ như này là bình thường. Không phải là những cái nút gạt gạt lấy gió trong gió ngoài, không phải là những cái cạch 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 này là hơn ở những cái năm 2016, 2017 rồi. Khu vực này nếu là bây giờ, nếu là những năm 2021 này thì khu vực này sẽ được nhận xét là vẫn còn ổn so với những cái xe mà đang có ở thị trường Việt Nam như kiểu phân khúc như kiểu Moling i10 cái thứ ấy, thì mình nhìn vẫn còn là ổn. Cái này là cái carbon này là dán hay là ấy nha. Anh em nào đang sử dụng X25 có thể cho mình biết được là, nhưng như mình sờ như thế này thì là của nó chứ không phải là dán. Cái này là của nó đấy, không phải dán. Cửa gió điều hòa dạng tu bin kiểu anh em vẫn hay bảo là của Merck. Thì cái này của dòng 3IC thì đến thời điểm những mẫu xe của 2019, 2020 thì vẫn đang dùng. Ví dụ như 3IC X25 hay là BZ40 thì vẫn cũng đang dùng cái cửa gió như thế này. Vào trong xe với kích thước xe như thế này thì khá là rộng rãi. Thậm chí là vợ mình còn vào bảo sao cái xe này rộng nhỉ. Đó, đi vận hành đi, đi vào vận hành đi. Bắt trước anh em cái này là do chủ xe nhé. Anh em vẫn thường hay như kiểu lên mạng chém gió là lên xe là phải thắt dây an toàn rồi thế này thế kia. Thì mình để ý rồi, những cái ông mà hay lên mạng mồm cứ ngoạc ra là bảo là không thắt dây an toàn mấy thế này thế kia ấy, thì mấy cái bố đấy mình gặp rồi. Cũng toàn kiểu như này này, đấy, nên xem. Rồi ok, thắt dây thôi. Đấy. Đi một tí nha. Hộp số tự động 4 cấp. Đi số tự động quen, auto hold, quên. Phanh tay điện tử quen rồi, hôm nay cái này sang đây là phanh tay cơm. Cứ quen là có cái dây an toàn này vào đây, cái là đạp là đi, nhưng mà nhớ ra là phanh cơm phải hạ bằng cơm xuống. Đó thì ở trên cái hộp số này mình thấy có D, 2 và N. Thì đây cũng không ấy đâu, nhưng 6 năm rồi, xe được 5.4 vạn. Nhưng cách âm như thế này, Kia Soulet hay Toyota Jay thì mình chưa được ngồi. Nhưng với cái giá tiền ở cái thời điểm đấy thì có thể chỉ đánh giá sánh ngang với Hyundai i10 hay Kia Morning. Thì nếu phải nói về cách âm của một chiếc xe 5 năm tuổi đi, cứ nói ngắn ngắn thôi, 5 năm tuổi đi trong đường nội đô, để mình đi ra hẳn đường ngoài đường chỗ đi Đồ Sơn. Đi Đồ Sơn đó, cho anh em vô lăng điện nha, vô lăng chỉnh điện nha. Quên lái điện này, chỉnh điện nhầm, nhiều khi cái nhịu rất là nhẹ. Cái này em mà lái em sẽ thích đấy. Như này nếu mà lữ lái là thích, là cái thứ nhất là nhỏ gọn này, cái thứ hai là vô lăng nhẹ. Như con Q7 của mình đi cũng trợ lực điện nhưng mà phải dùng khá nhiều lực, mình thích cái sự đầm chắc ấy, nhưng với chị em thì hơi mệt. Còn cái này thì vô lăng khá là nhẹ, đánh lái cũng khá là chuẩn, và nó còn thậm chí nó còn hay hơn con đẻ. Mà anh em vẫn hay gọi chiếc xe 3IC như dạng kiểu như thế này là con đẻ, thì thậm chí con này nó còn hơn cái con dạng con rơi con vãi như chiếc Q7 của mình. Ở cái vô lăng này nha, vô lăng của chiếc Q7 của mình nó hơi dơ cái vô lăng này một chút, nhưng con này thì không hề bị một chút nào. Nhiều anh em xem clip của mình thậm chí khá là tinh ý nhìn cái vô lăng chiếc Q7 của mình còn bảo là dơ như xe tải. Nếu mà thỉnh thoảng mình đi lái mình cứ hay bỏ hai tay ấy, nó lắc lắc thì nó không đến mức độ dơ như xe tải đâu, nhưng nhiều ông thì như kiểu ghét xe Trung Quốc ấy, thấy có tí lỗi cái này nhảy vào đớp ngay, bảo là dơ như xe tải. Thì thôi, nó dơ như xe tải nhưng mà con này thì không bị như thế. Đó, khá là nhẹ. Nếu như mà chỉ so sánh mức độ chiếc xe này ở cùng phân khúc, vì tầm giá tiền nó cùng với i10 Morning, thì cách âm ngon hơn hẳn. Hộp số đây anh em có thể thấy ở đoạn này được đi 70 anh em có thể thấy tăng tốc cũng gọi là
bình thường thôi, chứ không có gì nổi trội. 114 mã thì so với các con i10 Morning thì ấy hơn, nhưng cách âm mình ấn tượng ở phần cách âm ở dưới gầm lên ngon hơn, đi ổn định hơn. Đó, để kiếm cái xem nào. Theo như nhiều anh em vẫn hay bảo ấy, là kiếm cái hố nào ấy xong phi xuống phát xem là cái hệ thống treo xem nó có ngon không. Chủ xe mà có thấy mình phi vào hố thì đừng sót nhá. Đây, đi vào cái đoạn này mình nhớ cái đoạn này khá xấu. Đi vào, đi test xe thì cứ vào đường xấu mà đi, chọn đường đẹp phi làm gì. Trải nghiệm xe thì cứ cái chỗ nào xấu ấy mà phi. Chứ lái, anh em để ý đi lái thử xe thì các anh em sale mà cho anh em mượn xe đi ấy, thì cứ đoạn đường nào đẹp cho anh em đi, ơi đẹp thì đi. Sẽ từ từ nhé, mình không phải ở đây, hình như chắc trên này, mình không phải dân ở đây, nên là đoạn này anh em bình tĩnh chút nha, có thể nhỡ chẳng may nhầm tí nữa công an nó xích vào bạc. Đó, không biết, à đây đúng rồi, đúng được. Đó, thì nếu anh em đi test xe ấy, mà đi lái thử xe ở các hãng ấy, thì đấy, cứ kiếm cái đoạn nào nó xấu xấu như này này thì mới biết được là treo xe có ngon hay không, rồi cách âm có ổn hay không. Ới giời, được 55 tuổi, 55 trước rồi. Được cái bạn sale vừa ấy, mình bảo mượn xe quay cái là cho đem xe đi rửa rồi, nên là có bẩn tí là về phát hiện ngay. Đó, thì đây, đường thì cũng gọi là đường Việt Nam mình như thế này thì gặp là nhiều. Xấu hơn hoặc đường bê tông thì cũng ấy, nhưng với mức độ một chiếc xe Trung Quốc 55 tuổi đi mới 5.4 thôi, 5.4 thì với mình thì nó là ít, không phải là nhiều. Nhưng ở cái tầm tiền này bây giờ khoảng bao tiền nhá, chiếc xe này giờ bán chắc cũng phải 300 ấy, rẻ hơn thì mình nghĩ không bán đâu. Bởi vì là 300 triệu mà bán con này đi mà mua i10 với Morning thì mình khẳng định nếu mà có một chút gì đấy niềm tin với xe Trung Quốc hoặc là một thằng như mình thì mình sẽ chọn chiếc xe như này, chứ mình không mua i10 với Morning. Vì là i10 mấy hôm nay xe đem sang bên Hải Phòng này bảo dưỡng rồi sơn tút tát lại một lượt thì mất mấy hôm, thì cũng có đi mượn chiếc i10 ở công ty đi, thì cách âm không bằng thế này. Và đi qua những cái chỗ đấy, anh em có thể thấy là camera nó nắc như nào thì có thể thấy đường nó xấu như nào. Đi qua những cái mố hoặc là gờ giảm tốc hoặc là những cái hố gọi là ổ voi, ổ gà ấy, thì nó cái gì nhỉ, cái phản hồi từ cái hệ thống treo ở dưới ấy, nó chọc thẳng vào đít bạn, nó chọc vào đít bạn chứ không phải là nó êm ái. Nhưng con này thì đấy, anh em có thể thấy nó giống như kiểu một đằng là cạch 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 cạch, mấy một đằng là kịch kịch kịch. Đấy, thì nó khác nhau ở cái điểm đấy. Và ông nào mà chê xe Trung Quốc ấy, mà đang đi ở cái tầm tiền khoảng 200-300 triệu ấy, cứ thử trèo lên con này đi thử xem là nó có ok không. Đó, nói liên miên lan man thì mình cũng không phải là người gọi là quá gọi là hiểu về xe lắm đâu. Thì 5 năm rồi, đến bây giờ nó vẫn còn như thế này. Nội thất, da, ghế rồi các thứ chưa thấy có vấn đề gì. Tí nữa có thể là mình sẽ quay một lượt cho anh em xem qua chi tiết, như mọi khi mình vẫn hay quay ấy. Thì hôm nay phấn khích quá, với lại như kiểu là lần đầu được sờ vào chiếc xe này ấy, thì mình sẽ tranh thủ mình lái, chứ không đứng mày mò sờ mó nó nữa. Bởi vì là tí nữa cũng phải lấy xe về mà cũng không có nhiều thời gian lắm. Đó, thì tranh thủ lái thôi, thì tí nữa mình sẽ quay một lượt qua anh em tự ngắm sau nhá. Quay thì phải chính xác thực tế, nên là con này chả lái không được sướng lắm, chả lái không được ngon, tí nữa phải test lại cái chả lái. Con này mình đang phát hiện ra có một cái lỗi giống với xe Nhật là Mazda, tay cụp tay xòe. Tay bên này thì lần nào mình mở và đóng nó cũng đều cụp chuẩn, nhưng bên kia kìa, phát được phát không. Nó không hẳn là chết hẳn mà là lúc được lúc không. Tay bên phụ đó thì mình phát hiện ra được một cái lỗi đấy. Còn đâu là nội thất rồi da riếc, đây anh em có thể thấy nó vẫn còn ngon nguyên, nó chẳng có vấn đề gì. Đây thử phát tăng tốc nào. Như mình đã nói ấy,
là con này hộp số AT 4 cấp thôi. Nó cái độ khi chuyển số ấy nó không được thích lắm. Cả mà đà 5 hộp số AT 5 cấp thì sẽ ngon hơn, đi thích hơn. Nhưng mà ở cái tầm tiền đấy thì thôi đừng đòi hỏi nhiều, 4 cấp thôi. À, ngày xưa thì mình cũng cứ thắc mắc là sao không thế này, sao không thế kia. Nhưng mà tìm hiểu về xe nhiều thì sẽ hiểu là 4 cấp với 5 cấp thì cái hộp số nó tăng khá khá tiền, thì nó cũng dẫn đến giá thành của xe tăng khá khá. Mà cái mã lực của xe ấy, nó chỉ được đến thế thôi. Thì nếu mà 5 cấp vào thì sẽ khiến cho cái khả năng kéo của cái động cơ nó cũng yếu đi, nên là thôi cứ 4 cấp. Đó, thì cái này nó cũng nhiều yếu tố lắm, mình không được hiểu rõ lắm nên chia sẻ nó hơi miên man. Đó, thì em quay một lượt, tranh thủ quay một lượt luôn cái nội thất xe đi, xong tí nữa về thì mình đây cái này hay này, cái này phát hiện hay này. Đây đang đi nhưng mà mình phát hiện ra cái này thì mình quay lại mình chia sẻ với anh em một chút nha. Cái này này, cái này là mình không biết đâu, mình đi vào cái đoạn này mình test xe thì mình mới phát hiện ra nhá, nên là vợ mình cũng chưa kịp phát hiện ra đâu. Mình đi vào đoạn này đấy. Đây đấy, lô xe của bác nào vào nhận đây, của ông nào thì vào nhận nhá, vợ xuống quay phát đấy. Lô xe của bác nào đây, đây đây chồng vào quay đây, đây em quay nhá. Đây X7 ở chỗ này cũng 2, 4, 6 chục con, vừa đúng chục con đấy. Xe của ông nào thì đang ngóng thì vào nhận nhá, mình chỉ đi qua thôi, mình hóa ra đây bây giờ mình mới phát hiện. À thêm nữa, lại thêm một cái điểm ở con xe này là đóng cửa phải mạnh tay một tí chứ kiểu yếu đuối hoặc là sợ sót xe thì toàn bị báo chưa đóng cửa thôi. Đấy, cái này cũng thêm một cái nữa là mình thấy nhiều anh em cũng hay phàn nàn về cái chỗ cần số này mà nó cứ thẳng tuột một hàng ấy. Thì hôm nay là lần đầu tiên mình sử dụng cái kiểu cần số như thế này, nó cũng thẳng tuột một hàng. À đâu, à không phải, nhiều lần rồi chứ. Nhưng mà đi mấy con xe khác cũng như này rồi, nhưng mình vẫn đến bây giờ mình vẫn không quen với cái kiểu kéo tuột như này một phát. Thì thường thường như con Q7 của mình nhá, là kéo kịch phát hết cỡ là chỉ là đê thôi, còn đâu muốn số tay hay như thế nào thì gạt sang. Nhưng con này kéo tuột phát xuống L, là số tay. Không phải là số tay mà chính xác là chỉ đi ở số 1 thì phải không? Đấy, mình cũng không, nhiều khi không biết hết nên chia sẻ anh em, đừng có bảo là thằng này đã đéo biết gì thì cứ hay nói liên thiên nhá. Đấy, đó thì kéo một phát dưới D là tối đa là số 2, tiếp theo là xuống L. Có support này, em quay đây này, có chế độ support. Đúng rồi, có support. Đây có hiển thị nên support. Mình nhường nó mà. Có support và có đây. Úi giời. Úi giời, support vào phát đạp sướng lắm. Úi giời. Ngon. Được đấy. Ê, cái này đi vượt thì ngon. Đó, có support, có chế độ đi tuyết. Úi giời. Cứ phi nhiệt tình vào, đi cái đi thử xe mà. Hỏng có kia lên sửa lo gì. Đùa chứ xe đi mượn ấy. Lâm ơi, nhỡ chẳng may có nhìn thấy anh đi thì đừng mắng anh nhá. Anh trông thế thôi chứ anh đi cũng hãm vào đấy lắm, không phi nhiệt tình đâu. Rồi, đi sang này. Đó, thì clip làm đến đây thôi, nói nhiều liền thiên là thà. Đấy. Hai mấy phút rồi con. Chia sẻ với anh em clip đến đây thôi nhá.
Thì ông nào mà bảo là siêu Kilin đi xe gì thì đây đi xe tàu. Đó. Đấy, bên Kilin đây. Siêu Kilin đi sao không ra đây nhỉ, ngu thế nhỉ? Siêu Kilin đi xe gì thì đi xe tàu. Và đi xe máy thì tất nhiên là thời điểm này không có xe máy tàu để đi nữa rồi, nên là đi xe máy Nhật Hàn. Đó, thế nha, clip đến đây thôi.